lưới đi. Rồi, các bạn có thể đặt tên cho nó ha, đặt tên cái này mặt bằng nội thất đi. À. Đó, rồi, mình đặt cái nó mặt bằng nội thất nha các bạn. Rồi, mình thử kéo nè, mình chọn vô cái này nè, mình chọn vô cái khung tên nè, mình kéo nó lại nè. À, kéo nó ngược lại như thế này. Đó. Rồi, các bạn có thể kéo nó lại ha, kéo nó ngắn lại. Rồi. Đây, ở trong đây ha, các bạn có thể ẩn nó nè. Và ẩn cái đường nó cắt nha các bạn. Mình sẽ không không cần cái đường này, được chưa? Đó. Một á là các bạn có thể ẩn thủ công ha, chọn cái này. Đó. Các bạn ẩn ở đây nè, là thủ công cho nó. Giờ hai nè. Bắt luôn. Được chưa? Đó. Cách một nha, chọn thủ công. Chọn hai cho nó nè, hoặc là chọn hai ở đây là nhiều cái mặt cắt nó sẽ mất theo. Cái này là một cái mặt cắt thôi, được chưa? Rồi, hoặc là các bạn ẩn cái này thì các bạn có thể đánh cái số là gì? Đánh VG ha, VG nè, các bạn chọn cái nó. Chọn cái nó section ha, mặt cắt nè. Rồi các bạn tắt nó đi ha, cũng được nha. Được chưa? Section mặt cắt để tắt nó đi là được ha. Được chưa? Đó thì các bạn có thể thiết lập thủ thiết lập thủ công cho nó tắt cái đó. Rồi ví dụ như cái khối này hiện nay mình đang để thể hiện cái chế độ vật liệu ha, mình muốn nó thể hiện ở chế độ này đó, muốn để chế độ này đi thì mình để nó về mặt bằng này hoặc hai line ha. Các bạn để hai deadline thì các bạn sẽ thiết lập hai deadline. Đó, tùy cái đối tượng mà các bạn muốn. Được chưa? Đó, chọn hai deadline thế này. Mặt bằng nội thất. Được chưa? Thì nếu như cái mặt bằng này nó có nhiều tầng thì sao? Được chưa? Ví dụ như ở đây tỷ lệ 1/25 nè, mà mỗi tầng các bạn phải chọn 1/25 luôn. Ví dụ như cái phòng này nó có nhiều phòng hoặc là nhiều tầng khác nhau, nó giống nhau vậy đó, thì các bạn làm đi làm lại thì nó mất thời gian. Nên đây là cách, là sẽ có cách thứ ba ha. Cách thứ nhất là các bạn chọn cái đó, các bạn ẩn thủ công nè, được chưa? Thứ hai các bạn chọn VG để các bạn hiển thị cho nó, được chưa? Thứ ba là các bạn tạo cho nó một cái view template, ha. View template là một cái chuẩn về nội thất. Ví dụ mặt bằng nội thất là các bạn quy định sẽ không có section nè, sẽ có cái tỷ lệ 1/25 nè, sẽ thể hiện là nó là setting nè, đó là thể hiện cái màu này, được chưa? Chứ nó không phải là thể hiện cái khác, được chưa? Thì các bạn sẽ thiết lập cho nó một cái template chuẩn về cái view nhìn ha. Các bạn vô chọn ở đây nè, các bạn chọn cái manager nha. Rồi các bạn thiết lập cho nó, tạo cho nó một cái template, một cái template chọn vô view ha các bạn, chọn vô view nè. Và các bạn chọn cho nó ha. Các bạn chọn cho nó một cái template hiện hành, có nghĩa các bạn đã setup được cái này rồi. Nó có một cái mặt bằng chuẩn rồi. Các bạn chọn ở đây, các bạn tạo cho nó các bạn mặt bằng ha, mặt bằng vật dụng, được chưa? Đó. Finisher ha, finisher. Layout, được chưa? Đó, các bạn chọn cho nó layout. Được chưa? Thì trong cái layout này ở đây cũng có sẵn template nè ha, thì các bạn có thể chọn vô finisher luôn nè. Được chưa? Thì nó có sẵn nè, ở trong template này có sẵn nè, thì các bạn có thể chọn luôn hoặc là mình sẽ thiết lập một cái layout như thế này, được chưa? Thì trong cái layout này các bạn thiết lập là gì? 1/25. Nếu 1/25 này có nhiều thay đổi thì các bạn tích ra. Còn nếu thay đổi giống nhau thì các bạn chọn nó 1/25 luôn, được chưa? Nó cái chế độ mà hiển thị này là ở đâu, ở final hay là ở medium thôi thì các bạn chọn cho nó ha, không cần phải chi tiết thì các bạn chọn cho nó cái này,
Rồi, mấy cái phần này cũng vậy ha. À, mình sẽ thiết lập những cái ô như thế này cho nó đúng. Cái phần nào mà các bạn muốn điều chỉnh tay ở đây á thì các bạn tích nó ra ngoài ha, để cho nó điều chỉnh tay được đó. Rồi các bạn bấm OK ha. Mình sẽ có được một bằng chưa? Ví dụ như ở đây cũng là một mặt bằng ha. Ví dụ trên đây cũng là một mặt bằng như thế này chưa? Đó, đây cũng là một bằng finisher luôn. Thì các bạn chỉ cần click vô đây thôi, các bạn chọn cho nó ha, view template, được chưa? Chọn cái này nè. Và các bạn chọn cho nó là finisher layout. Bấm OK. Đó là tự động nó mất ha, và nó chuyển về một phần 25 như thế này. Tự động nó mất cái đường cắt và nó đưa về cái hình dạng ha, cái màu sắc shading. Là được nha. Đó, đó là cách sử dụng view template ha. Nếu các bạn muốn sử dụng nó nhiều nhiều lần giống nhau thì các bạn sử dụng template luôn, còn học các bạn chỉnh thủ công cho nó nha. Rồi thử coi, thử nha các bạn. Nghe Hậu ơi. Nghe. Chị thông tin quá là sao? Thắp cửa riêng hả?